Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 29 tháng 4, huyện Hoàng Hóa tổ chức lễ thông xe kỹ thuật tuyến đường giao thông từ kênh Phúc Ngư đi thôn Giang Sơn, xã Hoàng Trường. Đây là tuyến đường chạy dọc bờ biển khu du lịch Hải Tiến. Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành cùng đông đảo nhân dân huyện Hoàng Hóa. Dự án đầu tư xây dựng tuyến giao thông từ kênh Phúc Ngư đến thôn Giang Sơn, xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa là tuyến đường chạy dọc bờ biển Hải Tiến có chiều dài 2,1 km, chiều rộng 6 làn xe với tổng mức đầu tư hơn 220 tỷ đồng. Dự án được khởi công tháng 2 năm 2024, thời gian thi công theo hợp đồng đến năm 2025. Tuy nhiên, do yêu cầu phục vụ mùa du lịch hè năm 2024 cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tại khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa đã chỉ đạo các đơn vị liên quan huy động tối đa các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Sau 123 ngày đêm nỗ lực, đến nay tuyến đường đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo các điều kiện để thông xe kỹ thuật. Sau khi được thông xe kỹ thuật và tiến hành hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào sử dụng, tuyến đường giao thông từ kênh Phúc Ngư đến thôn Giang Sơn, xã Hoàng Trường sẽ đóng vai trò quan trọng để kết nối mạng lưới giao thông, mở rộng không gian phát triển cho khu du lịch biển Hải Tiến, góp phần phát huy hiệu quả của các dự án du lịch đã và đang được đầu tư tại đây. Đồng thời mở rộng không gian phát triển, thu hút các nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Hoàng Hóa đã thực hiện nghi thức cắt băng thông xe kỹ thuật dự án tuyến đường giao thông từ kênh Phúc Ngư đến thôn Giang Sơn, xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa.